Đây con chim bàn giao cho chú Viễn nha. Chú Viễn ở trong Gia Lai. Hôm nay thì chú ra ngoài Bắc nên là tiện thể chú lấy về luôn. Hello, kính chào tất cả bác quay trở lại kênh YouTube của em nhá. Thì hôm nay đến hạn gọi là tuyển chim và gửi đi cho tất cả anh em. Thì có hai em ông chú, đấy, ông chú ở trong Đắk Lắk. Thì hôm nay chú ra Hà Nội. Thì hôm trước là chú có đặt một con than bổi VIP rồi. Thì em gột đến bây giờ là tương đối ok rồi. Cũng phải được tầm khoảng 20 ngày rồi anh em nhé. Đây, bổi VIP. Đấy, con bổi hôm trước em vừa qua đây em gắn link nha, cho bác xem lại nha. Con bổi VIP cực kỳ luôn. Đấy, 6 ngày mà nó đã có thái độ đấu rồi. Và đã bắt đầu ra giọng hot rồi. Hôm nay là tầm 20 ngày rồi. Và thêm một con lửa. Thêm một con lửa. Lửa VIP nữa. Gốc Nam Cát Tiên anh em nha. Thì hôm nay cũng được khoảng 15-20 ngày bắt đầu em mới gửi chim đi. Thì hai ông anh, hai chú. Một chú thì ở Đắk Lắk thì nhà chú cũng ở dưới Thường Tín. Và ông anh này cũng là ông anh gần nhà chú ấy. Thì chú có giới thiệu qua thì cả chú với cả anh đều ủng hộ. Thì hôm nay mang xuống ship luôn, tận nhà luôn. Em đi từ đây xuống đấy cũng khoảng tầm 25 cây anh em ạ. Bây giờ đi ship cho chú luôn. Đấy. Và tặng thêm ông anh một gói cám lửa, lửa VIP. Với lại cho chú một gói cám bạc. Đây. Đấy. Mang xuống tặng. Đi kèm luôn. Bồi. Đấy, xuống giao lưu em quay cho anh em xem luôn nhé. Cảm ơn tất cả bác và anh em đi cùng em nhá. Đấy, xuống ship luôn. Lôi anh em nhá. Thì hiện tại đang vừa mới đến nhà ông anh ở dưới Thường Tín đây. Thì quay cho anh em xem qua một tí nhà ông anh. Ông anh chơi cũng đủ món luôn, cây cá cảnh. Đấy. Đèn quá anh em ạ. Vừa mới xuống đây thì vận chuyển thì tuột mất một lông đuôi, tuột mất một lao rồi. Đấy, rất là đáng tiếc. Đuôi rất mềm lụa này. Hơi đen một tí không sao. Đây, ông anh có quả bể cá to lắm. Chắc đang dọn lại bể cá ấy. Đây hút mật, ông anh nuôi cả hút mật. Đây có cả lồng lực màu ấy nhỉ. Quả lồng lực màu quá đẹp. Quả khuyên bàn giao lại cho vai cái kho mày đồng mở cái đường giao cho tổng nào đầu tiên thì cháu đang làm. Thì anh hay là làm cái thảm đệm này. Chị làm đấy, cái lót ghế đấy. Vâng. Cái đệm ghế này này anh em gối. Ừ. Làm đây là chuyên chăn ga gối đệm anh nhỉ. Vâng. Đi từ đầu làm đến cuối làm. Cái ngày này thì chú đi nhà nào cũng chạy máy. Nhà nào bắt đầu vào mùa kiều an. Nghề làm nó thế mà. Vâng. À đây. Đây đúng hạt cám của Linh Trần Hà Bảo Mai. Của chú hết. Hạt cám đen đen này. Cái còn hộp đây này anh vẫn để nguyên này, anh đã khui đâu? Vâng. Thùng bên này. Để nó ăn hết thì bên này khui. Mùa này là anh cũng bận phết đấy nhỉ. Anh vào chim bộ. Mùa này anh còn có thời gian anh mua chim được là nữa thật. Cũng cho ăn xong rồi sáng đi đêm anh về. Chỗ nào xa thì đêm anh về. Còn không thì thường thường ngày sáng đi tầm 8-9 giờ tối thì anh về. Người để chăn chim. Đây con chim bàn giao cho chú Viễn nha. Chú Viễn ở trong Gia Lai. Hello, chào tất cả anh em nhá. Hôm nay thì chú ra ngoài Bắc nên là tiện thể là chú lấy về luôn. Gọi là nôn nóng quá rồi. Đấy thì anh em nhá. Con chim mà hôm trước thì hôm trước thì có quay cho anh em đấy, con chim của chú Viễn đấy nhá, bàn giao xong con chim chú Viễn.
À, chú có ừ. Có 1 tuổi 500.000 thì cảm ơn, rất cảm ơn chú nhá. Rất cảm ơn chú. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn chú nhá. Thôi cháu về đây. À, cháu chào chú. Vâng. Thôi, cháu bắt tay chú cái. Vâng. Chú cái làm xem live stream. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn chú nhá. Chào chú ạ. Cháu về đây. Vâng. Cái tâm đầu long là chú về chú xây nhà cuối năm chú gọi xong nhà chú gọi về nhà chú. Vâng. Ok, vâng ghê. Vâng, vâng. Vâng, cháu chắc chắn sau này chú sẽ mua những con chim xịn của cháu. Vâng. Chắc chắn là như thế. Cháu cảm ơn chú nhá. Cháu chào chú ạ. Vâng, vâng. Chú xin nhá. Vâng. Chú về ạ. Chắc chắn là từ đây chắc chú thì hơn chục này là chú đi, nhưng mà đầu năm là chú về chú xây nhà là về lâu rồi. Vâng. Đấy, chắc chú phải có bởi hạn. Vâng, vâng. Chú về chú làm cái nhà to hơn. À. Vâng. Chú xin nhá. Vâng. Thôi cháu về đây. Vâng, cháu chú nhá. Về con nhắm chim. Vâng, cháu chú ạ. Vâng. Đây anh em ạ, cảm ơn tất cả những anh em từ phương xa đã biết qua kênh thì rất là tình cảm. Cảm ơn anh em nhá.